Rồi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái dòng loa tai của Bose. Thì nó có mã là Bose SSS1SB. Thì mình sẽ quay rõ cái tem cho các bạn xem. Thì đây là một cái dòng loa nó dành cho thị trường Nhật. Thì nó là một cái biến thể của cái dòng loa Bose 101 Music Monitor lưới vải lỗ thông hơi tròn. Thì dòng loa này được sản xuất mới sau này là vào khoảng năm 2000 trở đi. Thì mình sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn về cái ngoại hình, thông số kỹ thuật và nội thất bên trong của cặp loa này, cũng như giá bán của nó ở bên thị trường bên Nhật. Rồi, thì tiếp theo cận cảnh đó, là mình đã có một cái lưới vải như thế này. Thì nó sẽ có cái logo Bose của nó sẽ đi kèm theo cái chữ là stay size sound, cái nghĩa là mình dịch tạm thời theo cái tiếng Anh, nó Google dịch nó sẽ có ý nghĩa là bên 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 hông sân khấu ha, bên cạnh sân khấu. Thì mình không biết ý nghĩa này nó là cái gì ha. Thì cái chữ stay size sound này nó viết tắt từ nó sẽ viết tắt thành cái chữ SSS mà cái tem của nó sẽ ghi phía sau như thế này. Rồi. Đây. Đây là Bose, model là SSS1SB. Thì về cái ngoại hình bên ngoài thì cái dòng loa này nó không có khác gì với cái dòng loa Music Monitor lưới vải lỗ thông hơi tròn mình đã giới thiệu với các bạn ở cái những cái video trước. Thì đây mình cùng theo xem đặc điểm thông số của cái chiếc loa này. Thì đây nó có mã là SSS 1SB Speaker System. Công suất của nó có thể công suất hoạt động của nó là 45W ha. Theo tiêu chuẩn IEC, trở kháng của nó vẫn là 6 ohm như các dòng loa 101 thông thường. Thì phía dưới chúng ta sẽ có cái địa chỉ của công ty Bose. Thì nó sẽ có một cái số series là như thế này. Thì mình sẽ quay cái loa bên này. Rồi. Thì các bạn có thể thấy ha, mình sẽ có một cặp loa này thì một chiếc của nó series của nó là 1090031. Thì cái tiếp theo lì xì ghi của nó là 1090032. Đó, thì đặc biệt ở dòng này á, ở cái cọc loa phía sau của nó các bạn, nó còn có thêm nó còn dán thêm những cái số là 18, 19 và bên đây là 20, 21 ha. Đây là những cái số liền kề với nhau ha. Thì mình không biết cái này nó đặc điểm của nó dùng để làm gì, nhưng mà nó là những cái con số liền kề với nhau và không biết là ở đây do người sử dụng họ dán lên để họ đánh dấu hay là hãng sản xuất từ khi xuất xưởng họ đã in ra cái họ đã dán những cái số này thì mình không biết. Rồi, thì mình quay cận cảnh về cái đây, mình quay cận cảnh về cái thùng của nó các bạn xem ha. Thì mình sẽ có cái logo Bose. Thì đây nó sẽ ghi là gì? Bose Corporation. À, đây là cái địa chỉ công ty Bose ở Mỹ. Rồi, địa chỉ công ty Bose ở Mỹ. Thì phía dưới nó ghi vẫn ghi là Model 101 Music Monitor Speaker System. Đó, nó vẫn là một cái biến thể của cái dòng 101 nha các bạn. Đó, còn phía dưới đây là cái button, một cái mã gì đó mình cũng không còn quan tâm là mấy. Đó, thì với cái dòng này thì chúng ta lại có một cái tem nó như thế này nha các bạn. Đó, cái tem nó rất là gọn thôi. Thì nó đây là một cái tem mà một cái tem tem giấy, nó không phải là giấy các bạn. Một cái tem rất là dày nha. Nhưng mà nó không phải là nhôm. Nó giống như là giấy, nó giống như cái dòng tem của cái những cái dòng loa Bo 301 vậy đó. Rồi, thì tiếp theo về cái hình dáng phía sau của nó đó thì chúng ta sẽ có một cái cọc loa là đỏ đỏ đen. Thì tương tự ha, màu đỏ như mình nói những video trước, màu đỏ thì nó luôn là một cái màu đỏ thẫm, một màu đỏ đậm, chứ không phải là một màu đỏ tươi. Và song song với nó chúng ta sẽ có một cái jack 6 ly ha. Một cái jack 6 ly chúng ta có thể cắm
chúng ta không cấm đường này thì chúng ta có thể cấm cái đường dắt 6 y như thế này. Đó. Rồi, thì về bên cạnh cho nó. Đó. Rồi. Thì với cái những cái dòng lo mà lưới vải, lo không hơi tròn này nha các bạn. Thì cái mặt bên 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 trái, cái hai mặt hai bên cạnh nó là nó dắt dắt phẳng nha các bạn. Chứ nó không có chứ chứ nó không có làm góc cạnh sọc 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 như cái dòng Music Monitor mà dành cho thị trường Mỹ, cái dòng lưới sắt lỗ thông hơi hình tam giác đó. Thì đây đó. Thì tiếp theo đó, mình phía đây mình có một cái lưới màu vải ha, màu vải là xanh đen đó. Thì mình sẽ rồi thì mình sẽ dựng một một cái lên. Rồi bây giờ mình sẽ quay, mình sẽ tháo cái lưới này ra. Mình tháo lưới này ra đây. Thì đây ha, mình có một cái lưới lưới bằng vải ha, vải màu xanh đen ha, có logo Bose. Thì bên trong của nó là đây, nó sẽ có một cái nút để đính kèm ha, logo, và nó sẽ dán cái miếng vải vải lên đó. Đây là một cái khung bằng bằng nhựa ha các bạn. Đó thì nó tương tự như cái dòng mà lỗ thông hơi tròn mà cặp Music Monitor trước mình đã giới thiệu với các bạn đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có tới cái phần củ lo. Thì phần củ lo này á, nó là một cái nó một cái hình dạng như là một cái hình như là một hình ngôi sao ấy các bạn. Thì với cái củ lo này thì chúng ta thường thấy trên những cái dòng như là bô 141 đó, thì mình sẽ thấy những cái củ lo nó hình dạng những cái hình dạng cánh hoa như thế này đó. Thì đây là cái màn của nó. Cái màn của nó và cái viền của nó là bằng cao su nha các bạn. Chứ nó không phải là bằng bằng vải hay là bằng giấy giống như là cái những cái dòng 101 mà chúng ta thường thấy. Đó. Rồi đây mình vẫn có cái lỗ thông hơi tròn như thế này. Và cái ốc vít bắc lo vẫn là cái ốc vít hình bông hoa như các bạn, y chang cặp lo màu đen mình đã giới thiệu với các bạn. Đó, thì trên đây nó sẽ có cái đây là những con ốc vít bắt bắt vào cái củ lo này, vào cái nắp lo này. Đây mình sẽ có cái số seri trên đây, và đó thì tương tự vào cái tương tự ở cái khung lo này mình vẫn có cái chữ logo bô dập nổi ở đây. Thì mình nhìn cùng nhìn kỹ lại cái củ lo của nó nha các bạn. Đó bạn nhìn thấy ha, đây nó sẽ có cái chữ logo Bose nè. Đây cái mũi lo nó vẫn có in chữ logo Bose trên những cánh lo nó, thì nó sẽ vẫn có in luôn. Rồi thì đây nó sẽ có hai cái râu lo này thì nhìn nó đây, hai cái râu nhìn nó giống như là hai thanh kim loại vậy các bạn, nhìn nó rất là ngầu. Thì với dòng loa này thì Trung Quốc chưa sản xuất nhái nha các bạn. Nó chỉ nhái cái dòng đúng cái dòng Music Monitor mà lưới sắt lỗ thông hơi hình tam giác dành cho thị trường Mỹ thôi. Còn những cái dòng mà dành cho thị trường Nhật này á, là Trung Quốc nó chưa có nhái. Là cũng sorry mấy bạn, là hôm nay cái điện thoại iPhone của mình nó bị hư rồi. Thì mình vừa mua một cái điện thoại Xiaomi, có vẻ cái camera của nó quay cận cảnh chi tiết nó không có được sắc nét bằng cái camera iPhone 5S của mình. Thì bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ tháo tháo cái củ loa này ra để cho các bạn cùng cùng xem bên trong của nó. Thì phía dưới lo thì mình sẽ có hai cái lỗ bu lông để chúng ta bắt cái vít lên chúng ta treo nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình đã tháo được cái củ nó ra rồi. Thì tương tự ha, cái loại ốc vít mà nó xài cho cái dòng này vẫn là một cái loại ốc vít cũng khá đặc trưng đó nha các bạn. Đó ốc vít như thế này đó, nó giống cái lồng dòng lưới lưới vải mà lỗ thông hơi tròn mà mình
review ở video trước. Rồi thì rồi tiếp theo mình sẽ đi sâu vào cái nội thất bên trong của cái chiếc loa bên phải này. Thì đầu tiên là mình đã khui được ba cái con vít này ra, thì mình sẽ trong đây sẽ có một cái đây một cái miếng bông tiêu âm và hình vuông đây. Rồi thì chúng ta nhìn thẳng vô á, thì nó sẽ có là hai sợi dây lo này ha. Hai sợi dây lo chúng ta sẽ được nối thẳng vào cái được nối thẳng vào bên trong các bạn, được nối thẳng vào bên trong đó cái cọc lo ha, được cái cọc lo ở đây và nối qua cái phần giặt 6 ly ở đây các bạn. Đó thì cái này dòng này nó không xài phân tần các bạn. Thì để mình xem bên trong nó sẽ có cái dán logo Bose gì hay không. Rồi thì mình không thấy ha, không thấy cái tem nào dán cả. Thì tương tự dây nhựa của nó vẫn xài những cái loại dây nhựa rất là quen thuộc, mình đã tháo nhiều dòng bô 101 ra thì hầu như nó xài chung một cái loại dây nha các bạn, dây đỏ và dây đen, và sẽ có cái in chữ chữ nổi màu trắng ở phía trên. Rồi tiếp theo thì tới cái củ loa thì đây các bạn, đó thì mình quay kỹ các bạn. Rồi thì củ loa ở đây đó, thì cái giắc cắm loa thì nó được hàn, cái dòng này nó hàn luôn nha, chứ nó không quấn tròn nữa, nó hàn vô hai cái cây đây. Thì trên cái xương loa sẽ có in dấu cộng và dấu trừ ha, tương tự và đỏ và đen. Rồi thì tiếp theo mình sẽ coi cái tới cái phần củ loa đó, thì các bạn nhìn củ loa ha, thì cái củ loa này cũng rất là nặng ha, nặng tương tự cái dòng những cái dòng bô 101 khác. Thì nhìn vào củ loa này thì mình thấy là nó còn rất là mới ha, cái phần 507 màu của nó vẫn còn óng ánh. Và nhìn vào cái tem này thì chúng ta sẽ thấy nó là gì, 061501. Thì mình đoán sơ là cái cặp loa này nó được sản xuất vào ngày 15 tháng 6 năm 2001. Thì đó, củ loa còn rất là mới nha các bạn, đó, long lanh 7 màu. Đây là cái xương loa của nó đó. Phần 500 là đã chiếm phần lớn cái củ loa rồi. Rồi tiếp theo các bạn nhìn kỹ, không biết máy quay mình nó có quay được hay không, thì chúng ta sẽ có cái phần nhẫn loa các bạn, chúng ta sẽ thấy được cái phần nhẫn loa đây nè, cái phần màu vàng gân vàng đây nè, nó còn rất là mới đó. Cái phần gân vàng đây nó còn rất là mới, và cái phần phía đây nó có phần một cái phần keo. Ban đêm mình quay thì các bạn có thể là không thấy rõ lắm, nó có một cái vòng keo bóng màu vàng phía trong đó. Nó rất là bóng. Thì ok, để mình nói chung là bây giờ mình cũng không có đèn nè, các bạn nhìn kỹ nha, đó, chịu khó giùm mình. Đó, chúng ta sẽ thấy một cái phần keo bóng khá là bóng bên trong. Thì các bạn quan tâm cái dòng loa này á, các bạn kết bạn Zalo mình nha, cái số điện thoại là 0908272812, thì mình sẽ chụp hình chi tiết cái dòng loa này, mình sẽ đăng Zalo để chúng ta quan sát cho nó dễ hơn nếu bạn nào quan tâm dòng này. Đó, thì của loa nó vậy thôi. Thì dòng này đặc biệt nha các bạn, cái tiếng của nó theo mình đánh giá là nó có phần hiện đại hơn cái dòng những cái dòng bô 101 trước. Nó hiện đại hơn ở chỗ là cái tiếng của nó nghe, cái thể loại nhạc chúng ta nghe những cái thể loại nhạc sôi động thì nó rất là ok, nó ok hơn những cái dòng mô 101 truyền thống mà mình đã review. Cái chất âm của nó mạnh mẽ hơn, cái tiếng của nó sáng hơn, và nó có vẻ nó hiện đại hơn. Thì hẹn các bạn ở cái video tiếp theo, mình sẽ test chất âm của cặp loa này ha, cho các bạn cùng 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 trải nghiệm. Thì tiếp theo là sẵn đây mình quay cho các bạn xem cái thông tin về cặp loa này, nó được bán ở thị trường bên Nhật. Thì mình có search trên website á, thì nó sẽ có một số trên website nó hiện tạm nó đang bán đây. Thì đầu tiên á là một cái trang web đầu tiên á, thì các bạn có thể thấy ha, thì đây cũng là một cái dòng model của nó là đây, các bạn có thể thấy cái model mà khi mình chọn chuột mình nha bạn, bồ SSB SSS1 SB nha các bạn. Đó
Thì cái giá bán của nó các bạn có thể thấy, cái giá bán của nó đây nè là 20.000, 20.000 yên, lẻ 370 đồng. Nếu đổi ra tiền Việt chúng ta thì cũng khoảng 5 triệu nha các bạn. Nghĩa là một ngàn yên, nghĩa ngàn yên của 1.000 yên của bên Nhật, đó là nó khoảng, nó giống như là 100 đô của đô la Mỹ vậy đó. Thì đây có một cái số thông tin đây bằng tiếng Nhật ha, mình thử dịch bằng tiếng Anh thử coi. Mình sẽ dịch qua tiếng Việt thử xem. Đây, nó gọi là cái gì? Ở đây sản phẩm này đã được bán tại Nakasahi Hotel. Cảm ơn các bạn đã mua sản phẩm này. À, nói về logo, đó là 101MM có phải không? Thì câu trả lời là lo này là một mô hình với kích thước và hiệu suất tương tự như 101. Có nghĩa ý là nói là nó là một cái biến thể của dòng loa Bose 101 Music Monitor. Thì đây là cái mã SSS1SB, 1EX gì đó. Thì đây là loa là sản phẩm được đặt và không được bán riêng. Đó. Đó, rồi đây nó báo là loa có đường kính là 11,5 cm. Rồi được trang bị gì đó. Cái kiểu nhưng mà tiếng Việt dịch ra sẽ không được sát lắm. Rồi đây, rồi về cái hình ảnh của chiếc loa này. Rồi, tiếp theo khi mình qua trang web tiếp theo đó, thì nó một trang web bán hàng như thế này. Cũng là SSS1FB nha các bạn. Đó thì giá các bạn có thể thấy nha. 22.000 yên hoặc là 23.000 yên nha, tương đương là 5 triệu và 5 triệu 3 tiền Việt Nam đồng của chúng ta. Rồi thì tiếp theo cũng là một cái trang web khác, ở đây nó bán là 23.000 yên nè. Đó thì tương tự cũng khoảng 5.000 nha, 5 triệu, hơn 5 triệu tiền Việt Nam nha các bạn. Đó. Ở đây một số hình ảnh của loa. Đó. Đó, giá nó 23.000 yên nè các bạn. Đó. Thì dòng này thì nó chưa được làm nhái đâu các bạn, với lại nó được sản xuất sau này cho nên ngoại hình này nọ nó còn khá là mới ha, khá là mới đẹp, chất tiếng thì khỏi phải chê rồi. Rồi thiết kế cũng khá là sang trọng. Thì mình sẽ làm cái video sau để giúp mình review cái chất âm của cặp loa này. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như xem những cái video tiếp theo của mình review những sản phẩm về âm thanh. Rồi, chào các bạn.